gì béo thế, mình có đồ ăn ngon gì cũng lấy của mình. Có đồ ăn ngon mà không chia cho chị với à? Cho mình miếng đi. Cứ một tí thôi mà chị cái gì không xin. Chị biết đi xin nhỉ? Em không coi đâu. Chị đi kiếm mà ăn đi. Ố? Sao đây? Hả? Chị Mây ơi. Chị Mây ơi. Chị Mây. Chị ơi. Chị đi đâu đấy? Này chị em mình đi chợ mua con thỏ đi. Ai? Ai cười đó? Là ai? Chị đừng có trêu em nữa. Cho chị ăn là được chứ gì? Hả? Cười đâu rồi? Ôi trời ơi, sao sáng sớm nhà cửa tới on thế này hả? Thằng này là cái gì? Thằng này? Sao lớn được con đấy rồi? Chị chưa còn đây. Rồi, để mẹ xử mày luôn. Học hành kiểu gì mà đi học huynh, không biết làm chui mặt vào. Đứng thứ hai của lớp. Thật ra là thứ hai từ dưới lên. Lên mà học bài đi. Lúc này cắm mặt vào cái máy tính điện thoại thôi. Vâng. Đây. Đã. Là em bảo. May là có mày vớt vát thằng em. Mày là mày chúng học bổng toàn phần. Vào trường lên thành phố rồi con ơi. Làm đi. Đây này. Cô có gửi giấy cho mẹ này. Đấy. Thôi. Bây giờ lên trên tầng mà dọn dẹp đồ đạc đi. Mẹ xuống mẹ gói thêm mấy đồ ăn cho. Rồi mang đi, lên trên đấy mà ăn nhá. Vâng. Con chào mẹ, con đi đây ạ. Nhớ là cố gắng chăm chỉ học tập cho con nhá. Con nhớ rồi. Ừ, thôi đi đi, không muộn xe. Học sinh trường nào đây? Mình chả giống học sinh trường mình tí nào à? Ai kia? Chẳng có mình thì cũng chả quanh thân đi. Người hả? Cậu bỏ quên đúng là trường trên thành phố.
cái gì cũng đẹp, không như ở dưới thôn của tớ, cái gì cũng cũ lắm rồi. Tránh xa tớ ra. Để không phải Thầy Sang mà le ve đòi làm bạn. Thầy Sang không phải là họ chứ, cậu nói sai rồi. Không khiến cậu giận. Mình học bằng ngoài trường, thì đòi dạy người khác. Nào, cả lớp lấy máy ra, chúng ta làm bài mới nhá. Hả? Oh my god. Thời. Này, cậu dùng vở ghi, không ghi gì của bài đâu. Ở đây mọi người chỉ dùng laptop với cả iPad để đi học thôi. Mình làm gì có tiền mua iPad nhỉ? Không có tiền mua laptop rồi. Hả? Quần. Cái gì đấy? Hả? Cái này là laptop ấy à? Quẩn. Cậu đỉnh thật đấy. Hàng này trông rất vô nhị luôn. Không ai trong lớp chơi lại được cậu. Bạn nào lên trên bảng giải bài này cho cô. Nào, cô mời mây nào. Vâng ạ. Em làm xong rồi ạ. Ồ, bà cũng quên làm cái gì khác. Mây đi ạ. Rồi, giấc ngủ và sức khỏe là rất quan trọng. Phải thật thoải mái thì mới học tập tốt được nhá. Thế là bây giờ mình ngủ trong lớp thì không hề bị cô giáo nghi ngờ bài đúng không? Ừ, đúng rồi. Không những thế là còn được khuyến khích nữa cơ. Hả? Thế hả? Mình không thử được. Trời ơi, bố ở đây còn thấy không phải bố nhà mình. Đi xem phim đi, cũng nghe đài làm cái gì. Ui, ở trường có cả dạp chiếu phim luôn hả? Ừ, đúng rồi, ở kia có cả bỏng miễn phí, nếu cậu thích ăn cậu có thể ra lấy. Cậu mình có xem phim đi. Phim này là phim 4D, cậu phải đeo kính mới cảm nhận hết được độ chân thực của phim. Cậu ở trên phim chưa? Đâu, không phải tối đâu. Tối xem phim này vào phim rồi. Hả? Ừ, nghe ổn rồi đấy. Ủa, không bay đi cậu ơi. Ủa, tớ bảo rồi, giống thật lắm à. Ôi, thật khó thôi. Đồ ăn đè mẹ con mặt tớ, tớ không thổi được. Như thật luôn cậu ơi. Ui. Thật quá đúng rồi, buồn đi. Hả? Ôi, cái phim rồi. Ủa, lạnh quá. Đi lại luôn cậu. Chúng vào lớp rồi, chúng mình vào lớp đi. Đang ngủ ngáo, cậu đi xuống căng tin ăn trưa với tớ không? Đi, xuống. Anh quay tay, cậu đi xuống cùng bọn tớ. Đi. Đi. Cô ơi, cháu đi nhất ngày hôm nay ạ. Ừ, có hay. Cháu đây, của cháu đây. Đặc biệt nhất hôm nay đấy. Đến đây cháu gửi ạ. Cô ơi, cô cho cháu lại nước như mọi hôm đi. Đây, đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy. Ôi, cháu gửi tiền cô nhá. Ừ, cô xin. Cô, cháu phải đi hai bạn kia. Ừ, 6.000 chỉ mua được một quả trứng thôi nhá. Vâng, thế cũng được ạ, cháu cảm ơn.
tiền mua quà chứ. Có quà chứ này lót dạ cũng đỡ. Chín á, thêm 10.000 đi, 19 cho anh. Ui, bài này khó nhở? Mãi không được. Ố, bài này tôi biết làm này. Thì cậu chỉ cho tôi đi. Được luôn. Cái này á, cậu chỉ cần ghi nhớ phần này thôi là sẽ được. Đấy, phần này nó sẽ có trong bài thi này. Ui, cậu đỉnh thật đấy. Rồi, tớ tặng cậu cốc nước này, cậu làm giúp tớ bài tập đi. Rồi sẽ mua cậu thật nhiều đồ ăn luôn. Ôi, quá cái này thì còn lâu mới làm được mất. Này, cậu làm cho tớ bài tập đi. Tớ sẽ cho cậu đồ ăn ngon của tớ. Ý giời ơi. Sao mình không ngồi đây vừa ăn vừa học với nhau luôn? Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng. Này Tết ơi. Hả? Hôm nay sao lãi nhở? Đó là hôm qua cũng còn làm bài tập với nhau mà. Này nào hôm qua. Đây tao luôn. Mọi người sao nhỉ? Rõ là không có ông vui vẻ với nhau mà. Không có ông gì sai đâu. Ô! Chúc mừng sinh nhật mình quay đây. Đương nhiên bọn mình là bạn với nhau mà. Đương nhiên là phải nhớ ngày sinh nhật của nhau rồi. Đúng. Bây giờ cậu Phước, cậu cũng cùng đến đi nhá. Tớ nghĩ điều đó của tớ thành hiện thực rồi. Vì tớ có những người bạn như cậu rất yêu thương tớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.